Không chỉ chiêm ngưỡng cảnh sắc của một vùng đồng bằng, một vùng sông nước cây lành trái ngọt, mà An Giang còn níu chân du khách bởi dãy thác Sơn hùng vĩ uy nghi, ngày đêm canh giữ đất trời phên dậu tây nam của tổ quốc. Thi Cấm Sơn là ngọn núi cao nhất trong dãy thác Sơn, núi cấm có dáng vẻ hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp và cây cối luôn xanh tươi, tạo nên một bức tranh